khu nghỉ dưỡng cao cấp Intercontinental Đà Nẵng Sun Peninsula Resort tại Đà Nẵng vừa được đề cử giải Best of the Best ở hạng mục thành tựu thiết kế. Đây là giải thưởng do mạng lưới lữ hành Vitoso khởi xướng và điều hành. Khu nghỉ dưỡng cao cấp Intercontinental Đà Nẵng Sun Peninsula Resort tọa lạc tại bán đảo Sơn Trà Đà Nẵng Việt Nam, dự án do tập đoàn Sun Group đầu tư. Đây cũng là một trong những tác phẩm ưng ý nhất của kiến trúc sư Bill Bensley, người Mỹ. Ông được mệnh danh là thầy phù thủy của những khu resort. Khu nghỉ dưỡng vừa được đề cử giải Vitor Show Best of the Best ở hạng mục thành tựu thiết kế. Best of the Best là giải thưởng thường niên của Vitor Show với 50 khách sạn hoặc doanh nghiệp du lịch được đề cử trong số hơn 1.000 resort, khách sạn và doanh nghiệp du lịch đến từ 100 quốc gia trên thế giới. Trước khi được đề cử giải thưởng Virtuoso Best of the Best, Intercontinental Đà Nẵng Sun Peninsula Resort đã đạt được nhiều giải thưởng lớn khác như khu nghỉ dưỡng mới sang trọng bậc nhất tại Việt Nam và châu Á của World Travel Awards năm 2013 và năm 2014 cũng được bình chọn là khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất châu Á.